Nghe rồi, nhưng làm gì? Đi con hát đấy, nghe rồi. Một chim đắng một nụ Ô. quay với em. Thành ơi, Thành đã chỉ mấy cái này bảo bác anh không đâu. Đây có anh Nguyên đang làm gì nữa? Chị đâu đang làm này? Ai chà, quần áo ở trong thành phố Hồ Chí Minh đẹp nhá. Vui nhá, vui gì? Đã bãi được rồi đấy, mua vài cảo. Bao tải đó mà đi. Chị nhận bọn người trong thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã quần áo của đẹp nhưng mà được. Làm gì đấy? Mình do bơm gì nữa? Rơi. DDR3, DDR2, DDR2. Rơi à? Rơi. Rơi. Em nghe luôn à? Này các xe mua đóng. Rơi. Xe này là con luôn. Vâng. Con này là U80B đúng không? Vâng. U80B. Trẻ trâu. Cái sinh viên là trẻ trâu. Anh chà chà. Anh học lớp 3. Anh học lớp 3. Anh học lớp 3. Đây con này đang tháo rồi. Thôi cậu đi. Nhưng mà anh tháo phải một lô lát. Nhiều người bảo mắng rồi. Vừa mới chơi rồi. Thôi đấy rồi. Đây à. Thì có ông không phải chiều tôi mà nếu mà nào thì cái bàn này cái bàn này tôi thực hiện bảo chiều mà đây mày mặc chắc là nít vào cái thì rách đúng rồi thì nhất là thời gian thử luôn à thử ai để cái này thoát thế chả là sư xong bản thơm đấy 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 chúng ta 500 rồi nhỉ. Giờ tôi hết những ước mơ dài, mưa còn rớt ra trên nỗi sợ. Thank you.
Thank you.
Y
Con này đóng các hình vậy? Đúng là người. Xong cái tay áo này ra đây. Bước khắc áo đi nha. Ngoài xuống ngoài của anh chào nhé. Thank you.